chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh vn youtuber các bạn thân mến trong kho vũ khí của quân đội nhân dân việt nam hiện nay nếu có loại vũ khí nào tầm bắn xa nhất sức công phá mạnh nhất thì đó chính là các tên lửa đạn đạo đây là một lực lượng mà quân đội ta còn giữ bí mật cho nên các thông tin tôi thu thập được hãy còn khá ít ỏi tuy vậy trong bản tin hôm nay tôi cũng xin thử dựng lên một bức tranh về lực lượng tên lửa đạn đạo của quân đội việt nam cho quý vị và các bạn tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, trong mấy năm qua, đã có một số bài báo phóng sự truyền hình đề cập đến lực lượng tên lửa đạn đạo của Việt Nam, mà cụ thể ở đây là lữ đoàn tên lửa 490 thuộc binh chủng pháo binh. Lữ đoàn này được trang bị tên lửa đạn đạo Scud có nguồn gốc từ Liên Xô. Trước hết, chúng ta hãy nói sơ qua một chút về tên lửa Scud. Cái tên Scud là danh từ do khối NATO đặt cho loại tên lửa đạn đạo chiến thuật chiến dịch của Liên Xô. Scud có nhiều phiên bản gồm Scud A, Scud B, Scud C và Scud D. Trong khi đó tên tiếng Nga của Scud A là R-11, Scud B là R-17, sau đó đổi lại R-300, còn Scud C và Scud D là R-17. Các phiên bản này đều có chung một thông số về đường kính là 88cm tất cả các phiên bản đều được đặt trên xe tải di động. Tuy nhiên, chiều dài và trọng lượng của mỗi phiên bản lại khác nhau, dẫn đến tầm bắn của nó khác nhau. Scat A dài 10,7 m, nặng 4,4 tấn. có tầm bắn tối đa 270 cây số khi mang thuốc nổ thường nặng 950 kg và giảm xuống 150 cây số với đầu đạn hạt nhân. Scat B dài 11,25 m, nặng 5,9 tấn tầm phóng tối đa 300 cây số với đầu đạn nặng 985 kg. Sở cắt C cũng dài 11,25 m nhưng tổng trọng lượng nặng 6,4 tấn mà đầu đạn lại giảm xuống 600 kg. Có nghĩa là nó đã tăng thêm lượng nhiên liệu phóng so với Scud B. Cho nên tầm phóng tối đa của nó đạt tới 600 km. cắt D nặng 6,5 tấn, dài 12,29 m đầu đạn nặng 985 kg. So với Scud C xuất hiện từ năm 1965, Scud D ra đời muộn hơn trên 20 năm, cho nên dù tăng thêm chiều dài và trọng lượng không nhiều, đầu đạn lại nặng hơn, nhưng các công nghệ mới hơn đã giúp nó tăng tầm bắn thêm 100 km nữa so với Scud C. Tốc độ tối đa của tên lửa đạt tới vận tốc Mach 5, tức là gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Đó là một vận tốc khá lớn, nhưng nhược điểm của các tên lửa Scud lại chỉ được dẫn đường bằng quán tính, cho nên tính chính xác không cao. Sai số diệt mục tiêu của SCAT A được cho là lên đến 3.000m. Có nghĩa là, nếu định bắn vào điểm A, thì trong thực tế bắn, có thể đạn sẽ rơi cách mục tiêu đến 3.000m. Sai số của SCAT B giảm xuống từ 500 đến 900m. Sai số của SCAT C khoảng 700m. Đến phiên bản SCAT D, người ta mới trang bị cho nó hệ thống dẫn đường riêng với một camera hình ảnh gắn làm mũi để so sánh khu vực mục tiêu với dữ liệu từ máy tính của nó. Nhờ vậy, sai số diệt mục tiêu của nó được cho là giảm xuống còn 50 mét. Tên lửa Scud xuất hiện ở Việt Nam sau cuộc tấn công ồ ạt của Trung Quốc vào 6 tỉnh biên giới nước ta. Một số ý kiến nói rằng sau cuộc tấn công ồ ạt đó, Liên Xô viện trợ cho Việt Nam các tên lửa Scud để giúp Việt Nam có vũ khí răn đe đối với Trung Quốc. Bởi vì trước đó, Việt Nam hoàn toàn không có loại tên lửa đất đối đất nào trong khi Trung Quốc lại có nhiều. Theo một số nguồn tài liệu, chẳng hạn lịch sử quân sự Việt Nam tập 13 hoặc dữ liệu chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, thì loại tên lửa mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam là tên lửa Scud B. Ngoài ra, Viện Stockholm còn có thông tin về việc Việt Nam mua từ Triều Tiên loại tên lửa Ha Song 6. Ha Song 6 chính là phiên bản Scud C được Triều Tiên tự sản xuất Vậy số lượng Scat B và Ha Song 6 mà Việt Nam có là bao nhiêu? Cho đến nay, chưa có một thống kê chính thức nào từ các nguồn thông tin chính thống về số lượng các loại tên lửa đó vì yếu tố bí mật quân sự. Nhưng theo số liệu của SIPRI thì năm 1980, Liên Xô viện trợ Việt Nam 4 xe phóng và 25 quả tên lửa Scat B. Năm 1997, Việt Nam mua thêm 25 quả tên lửa Ha Song 6 của Triều Tiên. Theo số liệu này, thì Việt Nam chỉ có 4 xe phóng và 50 quả tên lửa đạn đạo cả thầy. Tuy nhiên khi đối chiếu với một vài nguồn tin ở trong nước thì tôi lại thấy các số liệu của Sipri có vẻ là ít hơn rất nhiều so với thực tế. Trước hết, tài liệu lịch sử quân sự Việt Nam tập 13 nói rằng trong thập niên 1980, binh chủng pháo binh Việt Nam thành lập hai lữ đoàn tên lửa đất đối đất mang phiên hiệu 380 và 490 đều trang bị tên lửa 8K14E. Xin mở ngoặc. Tên lửa 8K14 là một cách gọi khác của tên lửa đạn đạo Scud. Qua một dòng ngắn ngủi nói trên, chúng ta biết được một điều bí mật, đó là Việt Nam đã thành lập hai lữ đoàn tên lửa đất đối đất, chứ không phải chỉ có lữ đoàn 490. Mà lữ đoàn 490 lại là lữ đoàn thành lập sau, lữ đoàn 380 mới là lữ đoàn thành lập trước. Điều này được nói cụ thể trong sách Biên niên sự kiện lịch sử pháo binh Việt Nam 1976-1996. Chính xác là ngày 18 tháng 2 năm 1980, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định số 113/QDQP thành lập Lữ đoàn tên lửa đất đối đất đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam mang phiên hiệu Lữ đoàn 380. Lữ đoàn được tổ chức thành 3 tiểu đoàn tên lửa, 5 đại đội trực thuộc, gồm các đại đội chỉ huy, khí tượng, công binh, kỹ thuật, huấn luyện và một xưởng sửa chữa. Sau đó 2 năm, đến ngày 24 tháng 5 năm 1982, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 709 QDQP thành lập lữ đoàn tên lửa đất đất thứ hai mang phiên hiệu lữ đoàn 490. Lữ đoàn này cũng tổ chức thành 3 tiểu đoàn tên lửa. Mỗi tiểu đoàn có 4 đại đội. Ngoài ra, có 5 đại đội trực thuộc như lữ đoàn 380. Lại sau 2 năm nữa, kể từ ngày thành lập lữ đoàn 490, cuối tháng 6 năm 1984, Bộ Tư lệnh Pháo binh tổ chức lữ đoàn 380 và lữ đoàn 490 diễn tập với đề mục hành động của lữ đoàn tên lửa trong chiến dịch phòng ngự chiến lược ở địa hình rừng núi có bắn đạn thật. Đây là lần đầu tiên ta tự tổ chức diễn tập có phóng tên lửa mà không có sự tham gia của chuyên gia Liên Xô. Kết quả, cả hai lữ đoàn đều bắn đạt loại giỏi. Một tài liệu khác là bài viết Lữ đoàn pháo binh tên lửa 490, 35 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, đăng trên website của Bảo tàng lịch sử quân sự. Có nói thêm một chi tiết về cuộc diễn tập bắn đạn thật đầu tiên của tên lửa đạn đạo Việt Nam. Trong bài viết này nói rằng, ngay sau khi xây dựng cơ bản và tiếp nhận vũ khí trang bị, tháng 10 năm 83, Lữ đoàn 490 tổ chức khai mạc huấn luyện năm đầu tiên. Sau 8 tháng huấn luyện với tinh thần tích cực, khẩn trương, ham học hỏi, ý chí quyết tâm vươn lên của cán bộ chiến sĩ, Lữ đoàn đã từng bước làm chủ vũ khí kỹ thuật, tham gia diễn tập qua phóng tên lửa, có đại đội 3, đại đội 6, đại đội 9. Ba đại đội đã đồng loạt phóng 3 tên lửa, chiến đấu và mục tiêu đạt kết quả loại giỏi. Như vậy, ở đây xuất hiện một mâu thuẫn. Dữ liệu chuyển giao vũ khí của Sipri nói rằng Việt Nam nhận 4 xe phóng và 25 tên lửa từ Liên Xô. Nhưng lịch sử quân sự Việt Nam nói, cả hai lữ đoàn 380 và 490 đều trang bị tên lửa Scud. Mỗi lữ đoàn có 3 tiểu đoàn tên lửa và 5 đại đội kỹ thuật phục vụ. Mỗi tiểu đoàn tên lửa lại biên chế 4 đại đội ít nhất một đại đội có một bệ phóng thì một lữ đoàn gồm 3 tiểu đoàn ít nhất phải có 12 xe phóng, hai lữ đoàn phải có 24 xe phóng. Chúng ta cũng loại trừ ngay khả năng cả hai lữ đoàn này huấn luyện chay và khi diễn tập thì sử dụng chung một vài hệ thống tên lửa. Bởi vì hai lữ đoàn này được bố trí ở hai quân khu khác nhau. Lữ đoàn 380 ở quân khu 1, còn lữ đoàn 490 ở quân khu 3, khoảng cách rất xa nhau. Thêm nữa trong bài viết, lữ đoàn 490 35 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, còn nói một câu này. Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được. Trong những năm tiếp theo, lữ đoàn tiếp tục tổ chức phóng tên lửa chiến đấu. Đặc biệt, năm 1994, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lữ đoàn được giao nhiệm vụ bắn đạn thật và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đoạn nói trên chứng tỏ rằng các lữ đoàn có sẵn phương tiện và thường xuyên huấn luyện và mỗi năm đều được diễn tập kiểm tra. Cũng trong biên niên sự kiện lịch sử pháo binh Cho đến năm 1996 Chưa thấy nhắc đến việc giải thể lữ đoàn 380 Hoặc một sự kiện nào cho thấy lữ đoàn này ngừng hoạt động Do đó có thể đoán rằng Đến thời điểm những năm cuối thập niên 1990 Lữ đoàn 380 vẫn tồn tại và hoạt động Vậy thì chỉ có một khả năng Là các số liệu mà Liên Xô báo cho Sipri là thấp hơn So với số lượng thực tế mà Liên Xô đã chuyển giao cho Việt Nam Thêm nữa, Xét đến khả năng của Liên Xô trong đầu thập niên 1980, việc trong 3 năm trang bị cho Việt Nam hai lữ đoàn đầy đủ tên lửa đất đối đất là việc trong tầm tay. Các tướng lĩnh Liên Xô là những người quan trọng vũ khí trang bị. Không có khả năng nào họ lại đề nghị chính phủ Liên Xô chỉ viện trợ cho Việt Nam có 4 bệ phóng để giúp Việt Nam xây dựng những hai lữ đoàn. Đến sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam mất nguồn cung đối với vũ khí trang bị nói chung. Có thể đó là lý do dẫn tới cuộc mua bán với Triều Tiên như dữ liệu của Sipri. Điều đặc biệt là trong dữ liệu của Sipri lại chỉ nói tới 25 quả ha song 6 mà không nói tới bệ phóng. Có lẽ do ha song 6 sử dụng xe phóng MAT 543 giống Scat B cho nên Việt Nam đã không cần phải nhập khẩu cả bệ phóng. Như vậy, Việt Nam đã thành lập hai lữ đoàn tên lửa đạn đạo từ đầu thập niên 1980. Sau hơn 30 năm, đến nay chỉ còn lữ đoàn 490 được nhắc đến trên truyền thông. Lữ đoàn 380 hiện không có thông tin rõ ràng. Trên Wikipedia, khi liệt kê các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh, có nêu ra một đơn vị gọi là kho 380. Hiện không rõ kho 380 có phải là lữ đoàn 380 hay không. Nếu phải thì cũng chưa rõ là đơn vị này đã bị chấn chỉnh hạ cấp xuống thành kho hay đó chỉ là mật danh để chỉ lữ đoàn này. Vì dù sao, nó cũng là một mũi tên nhọn được đặt trên một địa bàn nhạy cảm. Nói về tên lửa Scott và Ha Song ngày nay những tên lửa này đều đã tương đối lạc hậu so với công nghệ quân sự đương đại tuy nhiên việt nam cũng đã và đang tích cực nghiên cứu cải tiến để nâng cao hiệu quả chiến đấu của nó cùng với đó cũng đã có lần tư lệnh binh chủng pháo binh tuyên bố pháo binh việt nam sẽ mua thêm các tên lửa đạn đạo hiện đại để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới các bạn thân mến trên đây là một số thông tin về lực lượng tên lửa đạn đạo của quân đội việt nam xin chia sẻ để mọi người cùng tham khảo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại